Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Như ngày hôm nay các bạn đang thấy, đằng sau lưng tôi chính là một chiếc LaFerrari rất là đắt giá. Và cái thương hiệu mà đi cùng với cả Ferrari đó chính là thương hiệu Hublot. Thì đằng sau lưng tôi đó chính là gian hàng của Peugeot giới thiệu về Hublot. Đây chính là cái gian hàng của Hublot. Và như các bạn đang biết, đang thấy, chúng ta sẽ có một số cái model đồng hồ mới. Và đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây chính là một chiếc đồng hồ mà Hublot làm để kỷ niệm và kết hợp cái sự hợp tác giữa Hublot và Ferrari. Đó, mình có thể zoom vào sát hơn được không? Phía đằng sau của cỗ máy thì là có biểu tượng hình chú ngựa, biểu tượng của Ferrari. Đây chính là toàn cảnh của cái gian hàng của Hublot. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá từ phía bên này trước các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta có bộ sưu tập Big Bang Unico. Như ở đây thì các bạn có thể thấy các phiên bản khác nhau, như là gốm trắng này, vỏ Magic, Red Magic, vỏ Black Magic và vỏ Blue Magic. Mấy chiếc đồng hồ này thì tôi thấy ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu trắng thì trông nó hơi trẻ quá, nó hơi trẻ con quá. Tuy nhiên là màu đen thì tôi rất là thích, nó giống như là kiểu kỵ sĩ bóng đêm The Dark Knight các bạn ạ. Và tiếp đến đó chính là một bộ sưu tập rất là hot của Hublot, mới được giới thiệu trong một vài năm trở lại đây mà thôi, đó chính là Classic Fusion Olinsky. Như các bạn đang thấy là có một chiếc là vỏ Red Ceramic và Green Ceramic. Ở đây Classic Fusion vỏ gốm, mặt số màu xanh và mặt số màu đen với phiên bản Chrono. Rồi, tiếp đến đây, chúng ta đi tiếp sang ở đây thì là một gian hàng. Đây các bạn có thể xem đó, hình ảnh giới thiệu đã rất là đẹp mắt rồi. Các bạn đã đoán ra những chiếc đồng hồ nào chưa? Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc đồng hồ Classic Fusion Tourbillon 5 ngày cốt Olinsky, vỏ bằng sapphire, rất là đẹp, phức tạp nữa, model thế hệ mới. Đây chính là Spirit Big Bang, vỏ sapphire, ở trên nó được nạm kim cương theo dạng rainbow, có nghĩa là 7 sắc cầu vồng chuyển từ màu da cam đến màu vàng và quay trở lại cũng là màu da cam. Đó, phiên bản này thì có đường kính là 42mm. Ở đây sapphire vàng, cũng là Spirit Big Bang, sapphire trắng và sapphire xanh. Đó, những chiếc đồng hồ rất là đẹp với dáng vỏ tonneau dày, khá giống với cả những chiếc Richard Mille. Phía dưới đó chính là một chiếc Big Bang MP11 với 14 ngày cốt, lớp vỏ bằng sapphire nguyên khối, đường kính 45mm. MP thì là một cái bộ sưu tập của Hublot, nói về những chiếc đồng hồ mà siêu phức tạp. Đó, có MP11 và một số những MP trước, còn ví dụ như là LaFerrari vân vân. Và phía trên thì chúng ta có Big Bang Tourbillon 5 ngày với lớp vỏ sapphire đỏ và sapphire trắng cùng vành bezel baguette. Đây, ở phía dưới thì chúng ta có Big Bang Unico sapphire đỏ và sapphire xanh, đường kính 45mm. Đây, các bạn đã có thể đoán ra đây là những chiếc đồng hồ gì chưa ạ? Những chiếc đồng hồ này đều có điểm chung, đó chính là rất nhiều kim cương.
những chiếc đồng hồ của tay đấm The Mayweather hay là những người nổi tiếng như anh em ở Dubai thường đeo. Đầu tiên đó chính là Big Bang Unico Full Baguette, kim cương baguette và ruby đỏ, đường kính là 45mm. Những chiếc đồng hồ này thì thật sự là lấp lánh, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp và lấp lánh. Các cái phần dây, hai cái viên, ba viên ruby đỏ ở một phần bấm dây ấy. Đây chính là cái dây dây nối thông minh one click, có nghĩa là chúng ta chỉ cần ấn vào cái phần ba viên ruby đỏ ở trên kìa, hoặc là ở dưới này, thì chúng ta sẽ thay dây rất là nhanh. Đây, tiếp đến chính là Big Bang MP 11 14 ngày cót với vỏ vàng hồng và full kim cương baguette. Wow, rất là xa xỉ. Mặt số cũng vậy, mặt số cũng kim cương, kim cương ống, kim cương gọi là kim cương baguette. Và đây Big Bang Unico King Gold Paraiba. Những cái viên đá xanh này thì tôi không biết chính xác nó là loại đá quý gì, nhưng có lẽ là nó thì không giống ngọc lục bảo, màu ngọc lục bảo lắm, mà cái loại đá quý này nó hơi có màu xanh da trời, xanh nhạt. Ở đây, wow, các bạn có thể thấy được chưa ạ? Big Bang Tourbillon 5 ngày cót với rất nhiều đá quý, rất nhiều kim cương baguette. Quá là kinh khủng. Tất cả là đều hướng về cái bộ phận tourbillon của chiếc đồng hồ này. Quay trở lại về chiếc Ferrari, rất là bắt mắt. Ở đây, những khu trưng bày này của Apollo thì cũng rất là thú vị. Khi chúng ta đến gần ấy, thì là cái bộ này nó sẽ tự động lật lại, ví dụ như này nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ giấu cái đồng hồ đi. Olinsky. Và đây là Sun Blue. Đó, Sun Blue, vỏ gốm xanh. Đó, Sun Blue. Sun Blue, vỏ gốm trắng. Tiếp đến đây mới chính là Mecca 10. Đây là Mecca 10, vỏ vàng hồng King Gold. Đây. Một số model rất là thịnh hành của Hablo trong những năm vừa qua. Đầu tiên là One Click, có nghĩa là sao ấn một nút là chỉ trong thay dây, chỉ trong tích tắc rồi, một click. Tiếp đến là Sun Blue Full Diamond. Đây là một mẫu best seller của Hablo tại thị trường Việt Nam. Model mới này, đây là model mới được ra mắt trong năm nay, Peugeot 2019 Big Bang One Click Calavera, lớp vỏ vàng hồng. Mặt số là, nếu như tôi nhìn thì không nhầm, nó là mặt số hình đầu lâu, màu sắc. Tiếp đến đó chính là Big Bang Mecca 10. Mecca 10 là cái thời lượng 10 ngày cót, vỏ là King Gold. Big Bang Unico King Gold, dây vỏ vàng. Ở đây là một chiếc đồng hồ bên cạnh Big Bang Unico Magic Gold. Magic Gold là gì? Magic Gold có nghĩa là vàng, nó là vàng, nhưng vàng ma thuật. Và cái vàng ma thuật này là trước tôi đã có một bài viết rồi, là nó không thể xước, trừ kim cương, chưa ai thử cả. Nhưng ví dụ như bạn dùng chìa khóa hay các vật nhọn cọ, trà, cọ vào cái lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì sẽ không bị xước. Độ cứng của cái vỏ Magic Gold này cứng hơn cả thép. Đó. Và đây chính là Classic Fusion Tourbillon 5 ngày cót Olinsky.
lớp vỏ King Gold được đánh bóng. Đánh bóng rất là tỉ mỉ, cầu kỳ. Mặt số thì khá là trẻ trung, hiện đại. Rồi đó là toàn cảnh của Hublot. Xin chào và hẹn gặp lại.